Nhằm mục đích lan tỏa tinh thần yêu hội họa và đam mê học vẽ tới cộng đồng, mới đây tại Trung tâm Triển lãm 29 Hàng Bài Hà Nội đã khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề About Time, Màu Khoảnh Khắc. Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm của các họa sĩ không chuyên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Những bức tranh được vẽ từ nhiều chất liệu như màu bột, chì than, màu nước, sơn dầu mang đến cho công chúng một cái nhìn mới lạ về bộ môn nghệ thuật này. Không chỉ được thẩm định chuyên môn một cách kỹ lưỡng, chúng còn thay tác giả kể một câu chuyện ý nghĩa, chạm tới trái tim người xem. Các hoạt động nghệ thuật bên lề như workshop, trải nghiệm mỹ thuật, các buổi trò chuyện cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ thời gian diễn ra triển lãm từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 3. Triển lãm About Time, Màu Khoảnh Khắc là một sân chơi thú vị cho các họa sĩ không chuyên, nơi tôn vinh những tác phẩm mỹ thuật đại chúng và giúp xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ thuật và công chúng.